Rồi, xin chào quý anh em nha. Nay là có một cái đồng hồ của Dream Thái rất là đẹp luôn em. Cái đồng hồ đã heo xe nha. Đát, có đát luôn. 1995 nha anh em. Rồi, 23 tháng 11 năm 1995 này. Cái đồng hồ mà bây giờ còn đát nhưng mà hồi dạng hiếm nha anh em nha. Thì dây dắt nguyên bản hết, không có đứt nối một cái gì hết nha. Đó. Đồng hồ đây, mấy cái chân ốc này kia của nó đẹp hết này. Đồng hồ này thì rất là căng. Căng thì đương nhiên nó tiền nó phải căng rồi nè. Con này thì kim nó này, kim nó đỏ chót luôn. Đây, mình sẽ tiến hành mình mở cái mặt bạc của nó là còn luôn nha, mặt bạc zin còn luôn. Sẽ tiến hành mình mở cái đồng hồ ở phía trong này cho anh em coi. Ốc này nó cũng là ốc chưa chạm nha, nhưng mà Đạt sẽ mở ra cho anh em coi ở trong nó mới như thế nào để cho anh em chúng ta biết, chúng ta có thể anh em mua cũng được. Chứ mà không mở thì nhiều lúc anh em không tin. Ốc này là ốc chưa chạm nha, chưa có một dấu mở này. Nhìn là biết nha. Đó. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành mình mở ốc cho anh em coi. Đây, chân ốc nó mài khè rồi. Đó. Chân ốc mài khè rồi nha. Rồi. Bỏ hết bốn con ra, qua cho anh em coi ở phía trong luôn. Cái đồng hồ này đồng hồ Dream Thái cọp nha anh em, đúng nghĩa là cọp luôn á, đúng nghĩa là hàng VIP luôn á, cắn chết luôn á. Đây này, chân ốc anh em thấy không, mở lần đầu này, này ốc xanh lè đây này, đây. Ốc vàng khè xanh lè luôn. Mở bốn con này là anh em có thể lấy được cái đồng hồ đó rồi nha, lấy được cái mặt ra khỏi cái đồng hồ. Đó, ốc chạm lần đầu anh nhìn rất là kinh khủng luôn. Đó. Rồi, còn cuối cùng nè, chung là qua cho anh em coi, anh em nào thích thì anh em mua. Cái đồng hồ thì nó thẳng nó bây giờ kiếm không có dễ nha anh em nha, rất là khó mà anh em kiếm được. Rồi, ốc này khác, nó cỡ này là biệt rồi, xanh lè bảy màu hết nha. Rồi ok, bây giờ mình đã đấy xong rồi, bây giờ mình sẽ gỡ ra cho anh em coi. Rồi nó mới. Mới không anh em? Kinh khủng không? Rất là đẹp luôn nha. Con hồ này rất là mới luôn em. Mặt zin nè. Đẹp chưa? Cái đồng hồ này đúng đẹp luôn em ơi. Không có một miếng bụi nào lọt vào trong luôn. Quá đẹp luôn. Rồi. Kim nó, cái đầu nó chỉ hơi tái nhẹ thôi nha. Lên xe thì hết bài rồi. Đó. Ok ha. Anh em nào thích thì liên hệ với mình. Đó, quá đẹp luôn em ơi. Đúng chất zin đồng hồ, đúng chất zin heo xe luôn. 54.613 km này. Ghê chưa? Đẹp hai anh em ha. Đó. Rồi anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ với shop nha. Một cái duy nhất nha anh em. Đồng hồ này đặt bán mức giá là 1.500.000 nha. Giá này thì nó hơi cao nhưng mà mình nghĩ là những anh em nào mà có nhu cầu chơi đồng hồ zin heo xe thì thực sự cái này rất là đáng luôn. Tại vì cái mặt này không, hôm nay nếu mà cái mặt zin mà còn đẹp như này, hôm nay bán đã khoảng 600-700 rồi. Anh em nhìn cái mặt này, mặt xài từ năm 95 tới bây giờ là mấy chục năm rồi mà cái mặt nó không có một vết rạn luôn nha. Đó. Đúng đồng hồ 95 nha anh em nha. Rất là đẹp. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha.